Xin kính chào tất cả cô chú anh chị em. Đây là kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Và đó cũng là số Zalo của em luôn. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng. Và khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200.000, bên em sẽ đi hàng cho mình. Và hôm nay em Quỳnh Trúc trở lại với một số cái món đồ xưa cổ như sau. Cô chú anh chị em mình theo dõi đến cuối clip để xem những cái món hàng mình ưng ý và ủng hộ em Út Quỳnh Trúc. Em xin cảm ơn rất là nhiều ha. Đầu tiên đây là em có một cái lô tiền giấy, đây là tiền Đông Dương, tiền Đông Dương của ba nước ngày xưa. Đây là giấy 20 đồng vàng, và những cái giấy này phải nói là bây giờ em thấy cũng rất là ít gặp. Tiền miên thì mình gặp nhiều nha, nhưng mà ở đây nó sẽ có tiền Đông Dương, giấy 5 đồng vàng. Và những cái giấy tiền Đông Dương này thì em mới nói là nó ít gặp nha. Tình trạng thì em thấy nó có là tình trạng tốt, và nó có một cái vài tấm thì nó hơi bị kiểu như có thời gian, như tấm này chút đỉnh thôi, cũng không có gì đáng kể lắm. Thì toàn bộ là tiền Đông Dương xưa và tiền miên xưa. Thì nguyên cả một cái lô này nè, em đếm ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tấm. Em giao lưu với giá là 600.000 thôi cho cả lô như thế này ha. Tiếp theo đây là một cái tu hú gốm Nhật, in tích là Sơn Thủy Tứ Dân. Và cái tu hú gốm Nhật này của em á, nó có cái chiều cao là 24 cm. Đây là một cái tu hú gốm Nhật chuẩn xưa, 80-90 năm, in cái chà màu khá là đẹp và vừa in vừa vẽ tay luôn. Đây là một cái tu hú vừa in vừa vẽ tay nha. Thường thường là mình thấy là in là nhiều á. Đây là những cái nét vẽ tay nè. Cái chôn này nó hơi có tình trạng là răng chân chim do thời gian. Và cái tu hú này nó là cúc sứ cho nên nó sẽ thấu quang đẹp lắm. Cái vành phía trên này nó có một cái như là cái ngón tay em đưa vô cái chỗ thẩm mỹ vành nè, như cái ngón tay em đưa vô đây. Còn lại là lành đẹp, còn lại lành đẹp và chuẩn xưa. Và một cái tu hú vừa in vừa vẽ thì nói chung là nó sẽ ít gặp hơn là những cái loại tu hú, những cái loại mà gốm Nhật mà in ha. Em bán cái này với giá là 1.400.000. 1.400.000 cho cái tu hú này. Cái dáng tu hú thì nó đã ít gặp rồi đó. Rồi đây là một cái nậm ha, gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm, có cái dáng rất là tròn, cổ thấp. Và cái nậm này nó có cái chiều cao là 16.5 cm. Ở trên này vẽ tích là Sông Long Chanh Châu. Toàn bộ là vẽ tay hết. Gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm, chôn cốt rất là già. Tình trạng của cái nậm này cũng khá là tốt à. Cái nậm này nó chỉ có tình trạng lắc nhẹ cái vành xíu chỗ này thôi. Nó giống như là một cái men, nó có hơi bị xước nhẹ thôi. Mình nhìn ở phía trong nè, nó không có vấn đề gì hết á. Phía trong thì không có vấn đề gì hết, chỉ bên ngoài nó xước nhẹ cái men thôi. Còn lại là lành đẹp. Và cái này thì đồ này thì nó là một cái dạng đồ ngang cho nên là mình rất là dễ tu duy. Gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm, chiều cao là 16.5. Em giao lưu với giá là 1.300.000 cho cái nậm này. Tiếp theo đây là một cái đội cháo, đội cháo gốm Tàu có tích là Cúc Dây. Một đội cháo gốm Tàu với cái hiệu đề là Ngoạn Ngọc, hàng chuẩn gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Chuẩn gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Và đây là cái món hàng cái kiểu rất là đáng sưu tầm. Đường kính miệng là 14.5. Và nó chỉ có một cái đường âm men duy nhất. Và nó rất là khó thấy ở trên cái vành này luôn. Nó mất tiêu luôn rồi. Nó khó thấy dữ lắm luôn. Cái đường âm men nó rất là trắng. Và nó rất là ít. Cho nên là nó rất là khó thấy. Đây, ngay chỗ này. Đây là một cái đường âm men rất là khó thấy luôn. Thì nó sẽ xuống tới đây thôi. Em giao lưu cái đội cháo này chuẩn cổ với giá là 1.500.000. Chuẩn cổ trên 100 năm, 1.500.000 ha. Tiếp theo là một cái dầm lông ẩn gốm Tàu chuẩn cổ. Thì cái dầm lông ẩn này của em nó có thứ nhất là cái đường kính nó to, 16.5 lận. Đó, và đặc biệt nữa là đồ này em bao chuẩn cổ trên 100 năm. Đó là những cái thứ mà đắt giá trên cái dầm này, rất đẹp ha. Nó có một đường âm men duy nhất do đồ nó già, nó âm trôn. Và xuyên cốt lên mặt trên thì mình rất là mờ, khó thấy. Cái bản dầm này của em chỉ tình trạng duy nhất là vậy thôi. Còn lại là lành đẹp hết và chuẩn cổ trên 100 năm. Đường kính to, em giao lưu với giá là 1.100.000.
Tiếp theo là em có hai cái bình này của em là hàng gốm Biên Hòa xưa. Hàng gốm Biên Hòa em bao chuẩn xưa cho cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Em bao chuẩn xưa và tình trạng của nó lành. Đây cô chú anh chị em mình xem cái nắp người ta làm nè. Nắp lành, làm lành lặn hết trơn luôn. Và phía trong đây có phủ men ở phía trong luôn, chứ không phải là đồ tầm bậy tầm bạ bây giờ, cho nên mình cứ yên tâm nha. Cốt nè, rất là già. Và tình trạng của cái này nó lành, cái bình này nó lành. Cô chú anh chị em mình xem, cao là 17cm ha. Cao là 17. Hình con chim chỉ, có cái đuôi uốn lên làm cái quai. Và cái nắp ở đây, phía trong cũng có phủ men luôn và tình trạng lành. Cao là 17, hai cái bình này em giao lưu với giá là 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu cho hai cái bình ha. Tiếp theo đây em có bốn cái chung. Đây là chung gốm Nhật chuẩn xưa, 70-80 năm. Chung con rồng, mỏng và thấu quang. Đường kính miệng của cái chung này là 5 và chiều cao của nó là 4cm. Chung này của em nó sẽ có ba cái lành tích và một cái nó có tóc. Một cái này nó có tóc trắng khó thấy dữ lắm luôn, ngay trên cái vành này đây. Một đường tóc duy nhất. Bốn cái vô cùng một mẫu, vô cùng một đường kính và chuẩn xưa. Mỏng thấu quang. Ba cái lành tích. Em giao lưu bốn cái này với giá là 2,2 triệu cho bốn cái này. Tiếp theo đây là một cái ấm. Cái ấm này cao là 28cm, loại 4 lít. Có nắp cơm lê với thân luôn. Đây là một cái ấm gốm Sài Gòn xưa. Ấm gốm Sài Gòn xưa, chàm màu lên rất là đẹp luôn. Và cái tích này bao hàng cho cô chú anh chị em một năm nữa, chưa có được cái tích như thế này để mà mình sưu tầm. Toàn bộ là vẽ tay hết với cái chàm rất là xanh, rất là đẹp luôn. Cái dồi ở đây nè, có vẽ luôn nè. Và cái chàm màu khá là đẹp. Và cái dáng của cái vòi làm rất là khéo luôn, rất là khéo và đẹp. Quay ghiên hết chân luôn. Và những cái đường xây tay phía trong nhìn rất là xuất sắc, chuẩn xưa. Gốm Sài Gòn này sẽ 80-90 năm, rất là già đồ. Cao là 28cm. Tình trạng của cái thân ấm lành tích hết chân luôn. Nắp đây nó cơm lê với thân. Chỉ có một cái chỗ răng nhẹ men do thời gian, do đồ nó già nó răng men thôi. Ở phía dưới này nhìn không thấy được luôn. Tình trạng rất là tốt. Em giao lưu cái ấm này với giá là 16 triệu cho cái ấm chuẩn gốm Sài Gòn xưa. Rất là già và tích rất là hiếm gặp luôn. Tiếp theo em có một cái này là một cái ống bút vẽ hoa đào dòng gốm Sông Bé xưa với cái chàm màu xanh khá là dễ thương như thế này. Cốt nè, đồ này em bao chuẩn xưa ha. Cao là 12, miệng là 4. Em giao lưu cái này với giá là 200.000, lành lặn hết trơn luôn. Tiếp theo đây là một cái này là một, cũng là một cái ống bút nữa, nhưng mà cái ống bút này của em nó khá là đẹp. Nó có cái tích là tùng cò. Ở đây là một cái cây khối, một cái cổ thụ tùng khá là to luôn. Đây. Và ở đây là hai cái con cò. Tình trạng là lành. Chiều cao là 22cm. Chuẩn xưa gốm Biên Hòa, đẹp, già đồ. Và cái này của em nó có cái mọc lò luôn. Đây cô chú anh chị mình xem. Có mọc lò và cái mọc nó chìm vô trong. Tình trạng lành đẹp hết và chuẩn xưa. Rất là hiếm gặp. Em giao lưu với giá là 700.000. Cao là 22 lận. Đây cũng là một cái ống bút nữa, dòng gốm Sông Bé màu chuẩn xưa. Trên này có tích là ngư tảo. Cô chú anh chị em mình xem, làm rất là khéo, chuẩn già đồ. Em giao lưu cái này với giá là 400.000, chiều cao là 14cm. Đây là hai cái dầm trà hoa cúc, chàm rất là vip luôn, vẽ rất là đẹp. Đường kính miệng là 19, lành lặn hết trơn luôn. Hai cái này em giao lưu với giá là 400.000 cho hai cái dầm trà này, lành hết, vẽ hoa cúc. Đây là một cái ống bút gốm lái thiêu màu, lành, chiều dài, chiều cao là 18.5. Và cái ống bút này của em có cái chàm màu khá là xuất sắc. Có minh văn hai bên, tình trạng lành. Phía bên trong này đắp nổi cái dơi ngũ phúc, lành. Em giao lưu với giá là 850.000. Đây là dĩa ngư tảo lái thiêu.
Dĩa ngư tảo vẽ tay hết, rất là già, khoảng 7-80 năm. Đường kính miệng là 19 cm, nó có 5 cái lành và 2 cái bị xước cái vành nhẹ. Vô cùng một mẫu như thế này, vô cùng một đường kính vẽ tay hết và chuẩn gốm lái thiêu xưa. 7 cái dĩa này em giao lưu với giá là 550.000 thôi, 550.000. Gốm lái thiêu vẽ ngư tảo đẹp như thế này thì bây giờ phải nói là cũng rất là ít gặp, không phải dễ có. 5 cái lành và 2 cái nó có xước vành nhẹ xíu xíu à. Đây là một cặp cá cốt, cốt này là cốt bán sứ. Cốt sứ luôn. Cặp cá này rất là đẹp luôn và nó có minh văn, có minh văn, chữ minh văn ở dưới đế nè. Đây là có thể nói là hàng chuẩn cổ. Có thể nói là hàng chuẩn cổ ha, từ 100 năm trở lên. Cặp cá này của em đẹp, dài là 25 cm. Một con này nó lành tích. Nó có gạn men đây, nó có gạn men đây một đường. Đây, cặp cá rất là hiếm gặp, có minh văn, chuẩn cổ. Cái con cá bên này nó có tình trạng là tóc, bể tóc và dán lại. Đây, bể tóc ở đây dán lại, có minh văn ở đây. Cốt này là cốt sứ hay là cốt bán sứ vậy đó. Em bán cặp này với giá là 2 triệu cho cặp cá này. 10 cái chén, đây là 10 cái chén rất là đẹp nha. 10 chén rất là đẹp, đường kính là 11.5, có một lò sông bé xưa. Lành không anh? Tình trạng là lành tích hết trơn luôn. Đường kính 11.5 là như 12 đi, là loại to đó. Và cái chén rất là đẹp nè. Rất là đẹp ha, loại lớn mà có một lò, lành hết. Giao lưu 10 chén này với giá là 350.000 cho 10 chén sông bé xưa, có một lò. Rồi tiếp theo là em có một cái cặp, đây là một cặp phù điêu treo tường rất là đẹp và rất là hiếm gặp luôn. Cái đường kính của cái con này nó khá là lớn luôn. Đường kính dài là 32, chiều ngang là 22 cm, chuẩn xưa ha, chuẩn xưa của chú anh chị mình xem nè, hàng rất là chuẩn xưa và đẹp già đồ. Đây rất là to nha. Đó, men chạm rất là đẹp luôn và tình trạng của nó lành nữa, lành tích luôn. Về mình treo tường như thế này ha là bao vip luôn. Giao lưu với giá là 2 triệu cho cặp này, lành. Rồi tiếp theo là em có hai cái bình hoa màu, đây là hai cái bình mini chuẩn gốm lái thiêu xưa và với cái chạm màu khá là đẹp, chiều cao là 12 cm, dán đùi dế vào cái vành miệng dúng. Thì cái loại nó càng nhỏ càng mini thì thứ nhất là người ta vẽ nó khó hơn, và thứ hai nữa là nắn cái vành miệng dúng này nè, phải nói là cực kỳ khó. Đường kính cao là 12, tình trạng thì em thấy rất là tốt. Ở trên vành chỉ có bị sờn cái men ở trên vành, do đồ nó già nó tự bong và nó tự lột, nó sờn cái men ở bên ngoài thôi, còn lại là lành đẹp hết và chuẩn xưa. Em giao lưu hai cái bình mini này với giá là 1,5 triệu. Những cái loại mà càng mini nó lại càng hiếm gặp và nó lại càng đắt giá ha. Đây là một cái bộ ấm trà biên hòa hình trái măng cục. Bộ này của em nó sẽ có một bộ ấm trà và 4 bộ tách trái măng cục như thế này. Tình trạng của cái bộ này nó lành và nó chuẩn xưa. Bên này có hình một cái con rồng độc long chạy dài qua tới bên này. Nắp cơm lê với thân chuẩn xưa và lành. Cao của cái ấm này, cái ấm này nó cao là 11 cm. Cái tách này nó cao là 7 cm, tới cái núm ở phía trên, lành lặn hết. Đây là cái đường lõi lò thôi, không có đáng kể ha, lành đẹp, chuẩn xưa. Bộ ấm này em giao lưu với giá là 700.000, 700 cho bộ ấm lành đẹp, chuẩn xưa.
Tiếp theo là một bộ ấm China xưa, nó có hình cái hoa rất là dễ thương với 6 cái tách và một cái dĩa lót. Đây là cái hoa hồng hai mặt, nắp cơm lê với thân tình trạng là lành. Chiều cao của ấm là 12cm tới cái núm ở phía trên. Đây là tách. Tách thì nó sẽ có đường kính miệng là 5.5, chiều cao là 6. Cả bộ này nó lành. Vô cùng một mẫu hoa như thế này. Đây là cái dĩa lót. Đường kính của dĩa lót này là 22cm. Tình trạng là lành đẹp. Em giao lưu cả bộ này với giá là 750.000 cho cả bộ ấm China này. Tiếp theo là em có 4 cái đài. Bốn cái đài gỗ gõ chuẩn xưa để về cho cô chú anh cha mình có thể là mình đun bình, đun dĩa, đun chén, đun dầm. Cái đài này nó có đường kính miệng là 16cm. Nó có một cái đường lõi gỗ ở đây rất là lớn nha. Cái đài này có đường kính là 15, lành lặn hết. Gỗ gõ toàn bộ là gỗ gõ chuẩn xưa hết ha. Ở đây em mua sao bán vậy và tình trạng thì em thấy nó lành tốt hết, không có bị vấn đề gì hết á. Rồi, lành hết ha. Chỉ có cái này nó bị lỗi gỗ ở đây. Bốn cái đài này em giao lưu với giá là 2 triệu cho bốn cái. Tiếp theo là em có ba cái ấm lái thiêu. Ba ấm lái thiêu xưa. 550 hả? Một cái ấm này nó có tích là song hỷ và nó có một cái đường gạn găng men ở đây. Nắp nó cơm lê với thân, còn lại là lạnh. Và đây là một cái ấm to, đường kính cao là 15, hơn 1 lít. Đây là cái ấm 1 lít, nắp nó hơi lai tí xíu hay gì á, nó hơi đẩy vô vừa y, nó không có lọt xuống trong. Lành. Cái ấm này phúc lộc thọ tiên hai mặt. Nó có bị lát cái nắp ở phía trên tí xíu, với lại là nó lát ở đây. Rồi còn lại là lành. Ba cái ấm này em giao lưu cho cô chú anh chị em mình về trưng bày tốt với giá là 550.000. Đây là một cái dĩa gốm tàu, đường kính là 17cm, gốm tàu màu. Ở đây là vẽ hai cái con bướm nè, và ở đây là những cái cây hoa. Cái vành này là cái vành dúng hoa, chuẩn già, chuẩn cổ, trên 100 năm và nó lành, đường kính miệng là 17. Em giao lưu với giá là 550.000. Tiếp theo là em có 8 cái hũ bách thảo. Đây là hũ bách thảo của người Hoa ngày xưa, em bao đồ chuẩn gỗ trên 100 năm. Tình trạng tốt. Cái này nó có tình trạng là bị âm ở đây, bị tóc nhẹ ở đây, bị lát nhẹ chỗ này. Và cái này nó bị lát nhẹ xíu đây. Còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Đường kính miệng của cái hũ này là 7.5, chiều cao là 10. Và những cái hũ bách thảo này thì em bao hàng cho cô chú anh chị em là chuẩn cổ trên 100 năm và rất là đáng sưu tầm, vì lâu lâu mới có mấy cái loại mà tình trạng nó tốt được như thế này. 8 cái hũ này em giao lưu với giá là 1 triệu cho 8 cái hũ này. Rồi tiếp theo là em có một cái thố ha. Đây là dòng gốm Sài Gòn cốt bán sứ. Và ở trên này nó vẽ cái tích là phụng ổ. Cô chú anh chị mình xem nè, cái thố mà vẽ tích phụng ổ và cái thố dáng như thế này lần đầu tiên em cũng được gặp luôn á. Đường kính là 15.5cm ha, và tình trạng của nó rất là tốt nha. Đây là phía trong và đây là cốt nè, cô chú anh chị mình xem, cốt bán sứ và đồ nó rất là già. Toàn bộ là vẽ tay hết với cái trà màu lên rất là xanh luôn. Cái nắp ở đây nó có lột nhẹ cái men chút xíu ngay chỗ này thôi, là cái men của nó già đồ, cái men nó tự bong ra, nó tự lột ra ngay chỗ này nè. Còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Em giao lưu với giá là 1.2 triệu cho cái thố này. Tiếp theo là ba cái tô. Đây là tô gốm lái thiêu với cái đường kính rất là to luôn, và cái loại to như thế này rất là ít gặp. Đường kính miệng là 21cm, vẽ hoa ở phía trên, và đây là những cái khía cạnh chứ không phải là nó tròn luôn, mà nó cái tô này nó sẽ có cái khía cạnh ở trên cái thân tô này. Đây nó bị âm men do thời gian, ở phía trong không có nè.
lắc nhẹ xíu ở chỗ này. Đường kính tô nó tới 21 cm, loại rất là to ha. Đó là một cái điều rất là đẹp và đáng sưu tầm. Rất là to. Rồi tình trạng rất là tốt luôn, hai cái lành tích vẽ hoa siêu đẹp luôn. Chàm rất là xanh và với một cái này nó hơi bị lắc nhẹ thôi. Ba cái này em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi. Đây là một cái bình gốm biên hòa chuẩn xưa với cái mộc Việt Nam, mộc chìm. Đây là một cái bình hàng xuất khẩu rất là đáng sưu tầm ha. Ở trên này có tích là long hí ngư, đây là con rồng đang phun nước, long hí ngư với cái chàm màu rất là đẹp luôn, lành lặn. Và đây là một cái dáng bình giống như là cái dáng nhất thống bình, cao là 27, miệng là 11, tình trạng là lành và chuẩn xưa. Em giao lưu với giá là 900 ngàn cho cái bình hoa này. Tiếp theo đây em có hai cặp cá về mình treo tường tốt ha. Đây mình treo tường về mình trưng bày những không gian xưa, những cái ngôi nhà của mình muốn đề co ha. Tình trạng là nó có gạn men nhẹ xíu trên cái họng con cá này đây. Chuẩn xưa dài nó tới là 30 cm lận. Và ở đây em sẽ có hai cặp, một cặp xanh này và một cái cặp màu da lương như thế này. Đó, da lương thì nó cũng sẽ có một con bị hơi răng nhẹ trên cái vành miệng á. Em giao lưu hai cái này với giá là 700 ngàn cho hai cặp cá này, 700. Rồi để em lấy, em lên ba cái bình hoa này xong em sẽ lên một cái bình lọc nước rất là đẹp luôn cho cô chú anh chị em mình xem ha. Rồi đây là ba cái bình lái thiêu vẽ chim hoa phú quý bắt đầu. Cái bình nhỏ này có chiều cao là 20.5, bình lớn thì 24 cm. Đều vẽ chim hoa phú quý bắt đầu với cái chàm màu rất là xuất sắc. Và phía sau đây của chú anh chị mình xem đều có minh văn hết, minh văn hiệu lò. Thì những cái bình có minh văn nó rất là đáng sưu tầm, vì không phải cái bình chuẩn nào cũng có được cái minh văn hiệu lò ở phía sau. Tình trạng là đẹp nè, em thấy cái bình này nó lành đẹp nè. Cái bình này thì nó có tình trạng là thẩm mỹ nhẹ, do nó bị tóc ở đây, thẩm mỹ tí xíu ngay chỗ này và nó răng xuống đây một đường, thì đã được phun sơn lên để thẩm mỹ lại đẹp rồi. Mua về là mình trưng bày như thế này là rất là VIP và đẳng cấp luôn. Tiếp theo là cái bình này thì nó có lát nhẹ trên vành đây, và lát nhẹ bên này xíu, nhưng mà ở trên mình nhìn xuống thì nó không có nè, chỉ lát cái vành dưới nhẹ thôi. Ba cái bình hoa chuẩn xưa này có minh văn và cái chà màu rất là đẹp, vẽ tay toàn bộ 80-90 năm. Em giao lưu với giá là 10.500.000 cho ba cái bình này. Và đây là em lên một cái bình lọc nước, đây là hàng của thời Pháp ngày xưa. Bình lọc nước thời Pháp ngày xưa rất là đẹp luôn. Và tình trạng của cái bình này nó lành đẹp hết nha. Bình lọc nước này nó lành đẹp hết. Nó còn cái ruột ở phía trong luôn. Đây, đây là cái ruột ở phía trong nè. Cô chú anh chị mình xem. Nó cái cục lọc ở phía trong cũng còn luôn và tình trạng của nó lành lặn hết. Đây cô chú anh chị mình xem cái giao diện bên ngoài nè. Chiều cao lên tới cái nắp đây là 45 cm, với cái đường kính miệng là 24 cm. Men chàm rất là đẹp và tình trạng lành tốt hết trơn luôn. Lành tốt hết. Thông thường thì mấy cái cục lọc ở phía trong đa phần em thấy là nếu mà gặp được á, thì nó cũng sẽ bị hư hỏng hết à. Còn cái này cục lọc nó còn tốt và lành nè. Cái này nó cũng là ghim xưa luôn nha. Nó bị chỗ này nó có hơi thiếu men tí xíu ở chỗ này. Rồi còn lại là tốt và lành đẹp hết trơn luôn. Cái này em giao lưu với giá là 1.000.000 và em không có bao phí ship nha. Nắp nó cơm lê với thân và chuẩn xưa luôn á. Nè. Một triệu và em không có bao phí ship ha. Rồi tiếp theo đây em có một cái khuôn bánh bông lan bằng đồng chuẩn xưa. Toàn bộ là bằng đồng hết, nặng là 3,3 kg, đường kính miệng là 21 cm. Lành đẹp, chuẩn xưa, về mình trưng bày tốt hoặc có thể sử dụng tốt luôn. Em giao lưu với giá là 1.4 triệu cho cái khuôn bánh bông lan này. Tiếp theo là em có một cái cây cân giá bằng đồng, rất là dày, đẹp, nặng. Nặng 1,6 kg, đường kính miệng của cái giá cân này là 21 cm, loại cân 12 kg. Có ngày 22 tháng 7 năm 2000, cân đặt cái dầu, có số điện thoại luôn. Có cái chốt ở đây là bằng inox, cái đây là bằng lá liễu, đây thì bằng inox xưa, còn lại là bằng đồng, lành lặn và rất là dày. Em giao lưu với giá 1.3 triệu một cây cân rất là đẹp, màu thời gian.
tiếp theo đây là em có là 6 cái dĩa con gà màu gốm lái thiêu và đường kính miệng của nó là 12cm loại mini. Nhưng mà mấy cái dĩa này là bao hàng cho cô chú anh chị em, thứ nhất là rất là hiếm gặp, rất là hiếm gặp luôn. Thứ hai nữa thì đây là một cái loại rất là chuẩn xưa 80-90 năm, đường kính là 12 thì nó có tình trạng là nó có bị hơi lát nhẹ mẻ nhẹ ở trên vành, nhưng mà được có chạm màu rất là đẹp ha. 6 cái hả? 6 cái này em giao lưu với giá là 600 ngàn cho 6 cái dĩa này. Tiếp theo là em có một cái ấm. Ấm này là cái ấm con gà tây. Ấm con gà tây, và rất là lâu rồi thì bên shop em mới có được một cái ấm con gà tây như thế này để mà phục vụ cho cô chú anh chị em mình ha, vì được cái những cái ấm mà vẽ con gà tây nó rất là hiếm luôn. Chiều cao là 20, nắp có cơm lê với thân nè. Đẹp. Những cái đường xay tay phía trong phải nói là rất là già, rất là già, rất là đẹp luôn. Nó có tình trạng là thẩm mỹ nửa quai. Cái chót vòi ở đây thì đã được thẩm mỹ cái chót vòi tí xíu ha. Rồi cái lợi trong phía trong đây thì nó có một cái chỗ điểm ở đây bị thẩm mỹ tí xíu à. Cũng không có đáng kể lắm. Còn lại là lành đẹp và chuẩn già. Thì cái này em giao lưu với giá 1,7 triệu cho cái ấm này ha. Cao là 20. Loại ấm này là loại ấm 5 lít. Tiếp theo đây là em có một cái máy hát. Cái máy hát này của em là cái máy hát đĩa than xưa. Nó có cái thương hiệu là Columbia và nó có Made in USA, Columbia USA. Thì đây là một cái hàng chuẩn xưa nha, chứ không phải là những cái máy hát bây giờ mà mình có thể kết nối những cái nguồn điện nha, không phải nha. Đồ này làm bao chuẩn xưa hết, quan trọng là cái máy này của em nó có cái âm thanh thùng lo của nó rất là tốt và lớn, hoạt động rất là mạnh mẽ, nó lên cót nha. Đây là cái cây lên cót nè. Và em sẽ để cho mình nghe cái âm thanh rất là hay. Rồi. Rồi. Cái máy hát này của em lành và hoạt động rất là tốt luôn. Đây là chuẩn hàng xưa Columbia của Mỹ, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Đó, em Zalo cái này với giá là 10 triệu và cô chú anh chị em có thể kết bạn Zalo với em để xem cách hoạt động cũng như là cái giao diện của cái máy hát này. Nè, toàn bộ là zin hết, từ cái cây lên tay quay này cũng vậy luôn. Đây là cái cây lên cốt nè, nó có đóng cái chữ Columbia luôn nè. Và toàn bộ là zin hết, lành lặn hết trơn luôn, với cái đường kính chiều dài là 42 vuông, chiều cao là 35cm ha. 10 triệu cho cái thùng này. Rồi tiếp theo là em có một cái bức tranh cô dâu chú rể nè. Đây là một cái bức tranh xưa với tranh sơn dầu. Đường kính của nó là 40x30. Và những cái chạm màu ở trên này em thấy còn những cái màu sơn ở trên này em thấy còn rất là đẹp nè. Nó chưa có bị phai lợt nhiều với thời gian là, và cái nhũ vàng đây cũng còn rất là đẹp nè. Tình trạng là lành và chuẩn xưa. Em bán cái bức tranh này với giá là 500 ngàn cho bức tranh này. Rồi hôm nay em có một số món vậy thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.